xin chào các bạn nào mình là nhân văn lộc đây và xin chào các bạn đã tiếp tục quay lại học tiếng anh của mình nhé hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài thứ hai của cái giáo trình học tiếng anh của cái giáo trình học tiếng anh từ mất gốc đến hoàn thiện này thì uh, giáo trình này nó sẽ đi rất là dài và mình sẽ chia nhỏ thật là kỹ để cho các bạn uh, có thể có được cái vốn từ mới và vốn ngữ pháp nó đi cùng nhau uh, thì uh, sau khi mà làm xong cái giáo trình này mình sẽ quay lại làm tiếp tục cái giáo trình từ vùng mỗi ngày để cho cái từ mới chúng ta nó sẽ không bị quên đi trong cái bài này gọi là bài chào hỏi thì nó rất là ngắn thôi thì mình muốn chia sẻ các bạn một cái kiến thức nó uh, ít đầu tiên nó ít ít thôi, sau đó dần dần nó dần, dần dần nó tăng lên, dần dần, dần nó tăng lên. Yeah. À, còn cái phần về ngữ âm thì các bạn lại chú ý những cái quan trọng nhất thôi, còn những cái nhiều là nhiều nàng hoàng là mình chia sẻ để cho các bạn nào đi thi có một cái tài liệu đủ để chép ghi chép thôi chứ còn à, các bạn học giao tiếp thì học lấy lại gốc thì cứ học học lấy những cái quan trọng nhất thôi nhé. Thì à, trong cái này thì chúng ta sẽ đi thật kỹ, à, đi thật chậm, đi thật chậm đi, thật chậm, đi thật kỹ và đi thật chi tiết nó rất là nhiều kiến thức mà đi chi tiết chia nhỏ phân bổ à, thật chậm rãi từ từ để chúng ta có được cái nền tảng nó đào sâu và vững chắc nhất các bạn nhé thì à, cái phần này chúng ta sẽ cùng nhau học à, trong cái bài thứ nhất này là bài chào hỏi à, bài đầu tiên à, bài trước là bài à, dường như là giới thiệu về cách chúng ta học về một từ mới thôi đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ có cái bài hai này à, chúng ta sẽ cùng nhau à, một phần học chúng ta sẽ luôn có từ mới và có phần ngữ pháp luôn luôn là như vậy à, thông thường là như vậy à, sẽ có một À, phần từ mới phần ngữ pháp và tăng dần mức độ cao lên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái đoạn văn một cái câu chuyện ngắn hay là một cái đoạn hội thoại ngắn à, và nó dài dần dài dần theo thời gian một năm tháng thì đấy là cái ý tưởng của mình thì các bạn phải nhớ một cái bài học của chúng ta sẽ luôn có ba phần. phần thứ nhất là phần từ vựng hay là phần từ mới thì nó có chia sẻ bạn cách để học rồi đúng không phần thứ hai là phần ngữ pháp phần ngữ pháp thì các bạn buộc các bạn phải học thuộc cái này buộc các bạn phải ghi chép buộc các bạn phải tái sử dụng nó nhiều lần để cho nó nhớ vào trong não của bạn thì đấy là các bạn phải buộc phải làm thì à, phần thứ nhất là sẽ có từ vocabulary à, vocabulary là là vốn từ đúng không hay là từ vựng phần từ vựng hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái loại từ nữa là phó từ phó từ adverb 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 à, phó từ phó từ là từ phụ trợ cho động từ từ phụ trợ cho động từ à, chúng ta lần trước bài trước chúng ta nhập môn chúng ta đã học về cái vocabulary của chúng ta đã có à, danh từ à, hãng à, từ chỉ địa danh uh, tên và riêng biệt đúng không động từ là chỉ hành động thán từ là chỉ những từ mang cái cảm xúc trong nó tính từ là thì tính chất đúng không uh, đại từ là Là cái uh, đại diện cái từ đại diện cho một người một uh, vật hay là một nhóm người hay là một cái tập thể nào đó gọi là đại từ uh, và ta học về am arm er đúng không rồi người ta biết được uh, ngữ pháp là gram mà uh, gram mà có nghĩa là ngữ pháp thì đấy là cái phần của bài trước chúng ta có danh từ động từ tính từ thán từ đại từ đúng không Loud, verb, interaction là thán từ, à, adjective là tính từ, lao đại từ, to be amia đúng không? thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một loại từ nữa là adverb, adverb, adverb là phó từ, các bạn nhớ adverb là phó từ. À, vốn từ ngày hôm nay chúng ta sẽ cần những cái từ sau để chúng ta có thể học cái ngữ pháp và phần hội thoại. Từ thứ nhất là name, a Ê, chúng ta sẽ thấy là từ name này không có trọng âm đúng không? Bởi vì nó là một âm tiết, một âm tiết thì nó không có trọng âm. Ê, 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 ê. Name. name, name, có nghĩa là tên của bạn hay là danh, à, tên hay là danh, Đấy, tên hay là danh, tức là một cái tên gọi hay là một cái danh. Đấy. Tên, đó, danh. Very, very là rất lắm, very là nhiều, very nào cái gì đó nhiều lắm. Well, well là tính từ, à, tính từ tốt khỏe. Ta có very là phó từ các bạn nhé, đây là phó từ là từ phụ trợ. À, well là tính từ tốt đẹp khỏe, là fine cũng là tốt đẹp khỏe. À, fine, well thì à, hai cái tính từ này mang nghĩa tương đối là giống nhau, mang nghĩa là tương đối là giống nhau. Well và fine là hai tính từ nó mang nghĩa giống nhau khi nó làm chức vụ chính tính từ. Và ta ôn lại, I, now, tôi và sẽ học thêm à, một cái từ nữa là từ you, từ you chúng ta thường biết nó là plural nó nghĩa là bạn nhưng mà đôi khi nó nhưng mà thực ra cái từ uh, the you này nó là một cái đại từ chỉ cái người giao tiếp với chúng ta chỉ cái đối tượng nói chuyện với chúng ta chỉ cái đối tượng mà chúng ta đang nói chuyện với họ đang giao tiếp với họ hay là đang giảng dạy hay là cái gì đó với họ thì cái từ you này đại diện tất cả những con người đó uh, dù họ là một người hay nhiều người dù họ là anh hay chị đàn ông hay bà người già hay người trẻ dù là con nít thậm chí đôi khi là cả một con động vật cũng người ta giao tiếp với động vật người ta cũng dùng cái từ you từ you uh, từ you này nó là chỉ cái đối tượng chỉ cái đối tượng họ đang trực tiếp đối diện giao tiếp với chúng ta qua điện thoại hay là trực tiếp đàm phán hay là như thế nào đó đó là từ you là cái người uh, trực tiếp với chúng ta như là bạn đang trực tiếp với tôi này bạn và tôi bạn và tôi này đang trực tiếp với nhau từ you là tôi là ai và you là các bạn là người đang nghe tôi thì đấy là you you là chỉ tất cả mọi người à, tất cả mọi người dù là ít hay nhiều dù là đàn ông hay đàn bà người già trẻ con các bạn nhớ thì you không chỉ dịch nghĩa là bạn mà thôi tự nhiên từ you là nó bao gồm một đối tượng đối diện đối diện nó bao gồm với đối diện với cái từ tôi à, từ ai là tôi thì đối diện tôi sẽ là nhiều đấy à, từ you này ấy, ta, ta đọc âm giờ giờ đúng không u uh, you uh, you À, từ này nó giống như từ du nhưng mà lại giống như từ yêu đúng không? Nó lửa du là yêu nửa yêu nửa yêu bởi vì cái âm u du. Đấy, chúng ta đọc con này nó, nó lớn thế nhé. nhá. I you. À, I you. À, không phải là du mà không phải là you. À, I you. À, thì nó sẽ đúng hơn ví dụ I love you. Đấy thì nó sẽ hay hơn là cái nó sẽ hay hơn là, là đọc you hay đọc du hẳn. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái từ this. Từ this đã thấy là Thôi This đúng không? This là một uh, đại từ. Đại từ này cũng đại diện cho một đối tượng. Nhưng mà cái đối tượng này nó như thế này, nó không phải là tôi và không phải là bạn nữa, không phải hai người đối diện với nhau nữa. Mà tôi nói chuyện với bạn, có một người đứng bên cạnh tôi, có một người đứng bên cạnh tôi, thì tôi sẽ nói là this là người này, hay là anh này, hay là đây là, hay là là người này, uh, đây này là this. Ví dụ uh, có đứa em gái đứng cạnh với tôi rồi nó đây là em gái tôi Ví dụ this is đấy, đây là em gái tôi. Từ this là chỉ có đối tượng đứng bên cạnh tôi chỉ có đối cung đứng cạnh thôi, không tham gia giao tiếp giữa tôi với bạn, không tham, uh, không phải là bạn, không phải là tôi. Uh, trong cuộc giao tiếp của tôi và bạn thì người đó là người đứng ở bên ngoài, thì tôi sẽ dùng từ this đứng bên cạnh thôi, đứng ngay bên cạnh đứng ngay đây, thì mới là this, đứng ngay đây, đứng ngay bên cạnh tôi là this, uh, đứng ngay, bên cạnh, tôi là this". Uh, đứng ngay bên cạnh tôi sẽ là this. thì chúng ta uh, học được cái từ mới vậy, chúng ta sẽ luyện nói một tí, uh, ta sẽ luyện nói một tí nhé, nhất là a name, a very well i five i i đúng không u you u you, you is this is e this rồi đấy là cái từ chúng ta à, rất là dễ đúng không? Nên là danh very rất nắm, ngồi well, rất sức khỏe, Fine, tốt đẹp bạn tôi, đúng không? à, uh, I you là bạn tôi tôi bạn à, uh, là tôi bạn this là đây này Đến cái này thì nó các bạn nào mà mà học nhiều nó đã quen rồi không cần học lại nữa các bạn có thể tua nhanh cái video này thì bây giờ chúng ta sang phần ngữ pháp các bạn sẽ nhớ cho mình I đi với am uh, chúng ta đã học cái to be amia trong bài trước đúng không học am is và a uh, nó có 3 từ đều mang một nghĩa uh, là động từ to be nhưng vì sao lại có 3 từ động từ to be vì nó đi với các chủ ngữ khác nhau thì nó phải dùng khác nhau các bạn nhớ này À, có ba từ amia là có ba từ đều là to be đều mang một nghĩa nhưng mà khi đi với ai khi đi với ai tức là khi đi với tôi thì là im khi đi với tôi là im nhưng khi đi với this thì là this is và đi với you thì sẽ là you are tôi sẽ học <laughs> khi đi với this thì là this is à, khi đi với you thì là you are you are trong cái bài trước chúng ta đã học cái từ my, my là đại từ sở hữu đúng không uh, pronoun là một đại từ nhưng mà nó mang tính chất là của tôi thì cũng như là đại từ sở hữu my sở hữu và uh, my là đại từ sở hữu thì hôm nay tôi sẽ nói là uh, tên, đúng không? tên, uh, danh từ tên này uh, đi với cái my name, my name tức là uh, đi với cái my có nghĩa là my name, my name có nghĩa là tên của tôi hay là danh của tôi, tên của tôi uh, my name, tên của tôi, is bạn nhớ này, tên của tôi đi với is uh, bạn sẽ nhớ là my name đi với is uh, this đi với is là you đi a. À. À, các bạn nhớ cho mình cái này và bài sau khi các bạn học đổ hết tất cả các chủ ngữ rồi à, thì mình sẽ chia sẻ các bạn à, cấu trúc của thì thì nó sẽ các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái phần am i e, à này. Nhưng bây giờ các bạn cứ nhớ cho mình là ai đi với à, am, my name is, zit đi is à, và you đi với à. a. Bạn nhớ quan trọng nhất là tôi đi với am, còn bạn đi với a. Ai đi am, à, you đi với à. a. bạn nhớ như vậy cái còn cái khác gọi cứ nhớ là is nhá cứ nhớ là is cứ nhớ là tôi đi với am tôi đi với am à ai đi với am you bạn đi với a à. you <laughs> you đi với a à. à you đi với a à. các bạn nhớ cứ you đi với a còn ai am à, nhớ và chúng ta sẽ học thêm là he he là một đại từ anh ấy ông ấy hắn nhưng mà chỉ một người nam chỉ một người nam chỉ một người nam chỉ một người nam, một người nam. à he là anh ấy ông ấy ví dụ tôi nói về <laughs> ví dụ có ví dụ tôi nói về một người đàn ông khác là anh trai của tôi hay em trai của tôi thì tôi sẽ dùng từ he thì he hay là bố tôi, tôi cũng dùng từ he à, uh, he và he đi với is các bạn nhớ he đi với is e. và các bạn nhớ là cái từ he này sẽ đi với is các bạn cứ nhớ là ai đi với am còn you uh, còn you đi với a à, uh, i am tôi đi với am you đi với a bạn đi với a còn đa phần các từ khác sẽ đi với is từ he này là ông ấy là hắn là chỉ một người nam chỉ một người đàn ông chỉ một người đàn ông chỉ một người đàn ông trong cái câu chuyện giữa tôi và bạn nhắc về một người đàn ông thì tôi sẽ dùng từ he trong từ dùng từ he và từ his là của anh ấy à, từ his của anh ấy từ his là của anh ấy ví dụ tôi nói tên của anh ấy thì nói là his name đúng không? My name là tên của tôi rồi tôi sẽ nói his name là tên của anh ấy his his rồi his từ này sẽ đọc là he và từ his his he his he his, 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 his các bạn nhớ he <laughs> các bạn nhớ he là anh ấy là hắn là ông ấy và của anh ấy là his his là his là anh của anh ấy các bạn nhớ nhá thì các bạn ghi chép lại thì các bạn sẽ dễ nhớ thôi và các bạn cảm thấy khó quá các bạn cứ tua lại video này để nghe những gì được nói thì cái phần hội thoại này chúng ta rất là dễ sẽ học thật cơ bản thôi bởi vì nó đang biết là cái não của bạn đang bị căng thì thứ nhất là chúng ta sẽ nhớ lại thứ hai là là chào hai bằng hello đúng không hai chào đây với những người bạn bè chào nhau thì là dùng từ hai cho nó tình cảm hai cho nó tự nhiên hai minh hai minh là chào minh đúng không hai how are you và người minh lại chào lại hai how are you là hỏi how are you là bạn có khỏe không bạn có khỏe không các bạn nhớ cho mình các bạn nhớ cho mình từ how are you là, là bạn có khỏe không à, bạn có khỏe không và chúng ta học từ fine là khỏe là tốt đúng không thì nói là I'm fine I'm fine thank you this is Mark hi Mark, đúng không, thì uh, cái người kia nói là tôi khỏe, à am fine, thank you, uh, tôi khỏe, và đây là mark, Đấy. thì cái người mình sẽ chào là hai Mark, đúng không, thì uh, các bạn sẽ uh, ghi cho mình một cái kiến thức quan trọng này, đó là ai, am, ai am, sẽ bằng am, đây là viết tắt, viết tắt, viết tắt và đọc tắt, các bạn sẽ uh, ghi cho mình cái kiến thức này, đó là ai, em, i am i am cái từ i am các bạn nhớ cho mình là cái từ i am này sẽ đi bằng am à, viết tắt sẽ là trong cái đoạn hội thoại này chúng ta sẽ học cùng nhau và chúng ta sẽ thấy là đây có từ am à, fine am fine thank you à, thì chúng ta sẽ biết là i am i am sẽ bằng am i am sẽ bằng am à, chúng ta sẽ có từ m e đúng không ta có to be m e a m e a m e a, m -E -A. thì ta sẽ có i đi với am I đi am. nhưng mà à, uh, i am đọc nó lâu no, ví dụ i am fine thì đọc nó lâu chúng ta sẽ đọc ạ à, uh, viết tắt là uh, a là chữ là uh, viết tắt i và chữ m luôn bỏ chữ ai bỏ chữ a đi uh, đọc là am luôn đọc là am am đọc là am luôn am fine thank you uh, uh, ông đọc i am i am nó lâu am đọc nhanh đốt âm vào nhau nó như là lối âm đấy các bạn lối âm thế thì các bạn uh, cái bài này nó đơn giản như vậy thì các bạn cứ uh, ghi chép lại nhé, hai mình, hai mình, hi, how are you, bạn có khỏe không, I'm fine, I'm fine, thank you, this is mark, hi mark, chào bạn, bạn có khỏe không, tôi khỏe cảm ơn bạn, đây là mark, và chào mark, là xong, đây là kết thúc, chào mark, là xong là kết thúc đấy, thì các bạn luyện lại cái bài này nhiều lần, để các bạn nói, thứ nhất các bạn phải nhớ từ, how are you, nhớ đọc theo lộc how are you, how are you, how are you nhá yeah. hai mình I'm fine thank you this is Mark this is Mark các bạn nhớ nối âm này this is Mark this is Mark this is Mark uh, this is Mark Hi, Mark rồi uh, thì học một số bài nữa thì nó sẽ chia sẻ các bạn uh, cách nhấn nhá cái từ trong câu cách nhấn nhá cái từ trong câu đi lên đi xuống để cái câu nó có cái vần cái điệu nó hay à, nói như người giống như người Tây nhất à, thì các bạn học một số bài nó sẽ dạy cái bài đấy thì bây giờ các bạn cứ nhớ đọc là hai mình hai mình à, uh, hai how are you how are you how are you à, uh, I'm fine thank you this is Mark nhớ nối âm nhá this is Mark à, uh, hi Mark rồi uh, đó là những cái gì mình muốn chia sẻ trong các bài này và xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé có cái gì thì các bạn nhắn tin và hỏi nhé Và uh, chúc các bạn học tiếng anh thật giỏi <laughs>